Về đích với thời gian 8 phút 54 giây, hơn đội về nhì gần 3 phút, nhóm vận động viên tới từ tỉnh Vĩnh Long đã giành giải nhất hạng mục thử thách nhóm tại cuộc thi HCMC Skyrun 2018, được tổ chức tại tòa nhà Pitexco Financial Tower vào sáng 28 tháng 10 năm 2018. Đặc biệt, các thành viên của đội chỉ chưa tới 20 tuổi. Họ phải dậy từ 3 giờ sáng đón xe từ tỉnh Vĩnh Long lên thành phố Hồ Chí Minh để tham dự cuộc thi. Và cuộc thi này là em thấy nó trên Facebook, tại vì cũng đam mê từ lúc trước tập luyện á, cái em tập chung với bạn á, cái em rủ bạn theo để đồng kết với nhau vừa coi thử thách. Thì em thấy mệt cái khoảng mà từ gần 20 cho tới khoảng 45 thì cái đó là nó rất là mệt. Cái phần cũng do đam mê, còn phần này mình vì đồng đội em thấy vượt qua băng lên. Thì ngày thì em buổi sáng đi học, còn buổi chiều thì em dành ra khoảng 1 tiếng đến 2 tiếng để tập. Cuộc thi có sự tham gia của hơn 300 vận động viên, trong đó hơn 100 vận động viên là người nước ngoài cùng tranh tài ở hai hạng mục thử thách nhóm và thử thách đầy đủ. Người tham gia phải vượt qua hơn 1.000 bậc thang của tòa nhà, tương đương với độ cao 191m so với mặt đất. Đây là một thử thách không hề đơn giản đối với người tham gia. Một số người khi vượt qua hơn 20 tầng đã xuống sức và phải dừng lại nghỉ hoặc đi bộ, có người phải bỏ cuộc. Tuy nhiên, rất nhiều người khác đã cố gắng vượt qua giới hạn bản thân để chinh phục điểm đích. Toàn bộ giải thưởng với tổng trị giá 228 triệu đồng đã được trao cho các vận động viên giành giải nhất, giải nhì, giải ba ở hai hạng mục. Cuộc thi chạy cầu thang bộ được bắt đầu từ những năm 1970 và hiện nay trở nên thịnh hành ở các thành phố phát triển trên thế giới. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn. We'll be right back.